Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018, nhà khoa Khắc Ghi tự hào là một trong số ít hệ thống nha khoa tại Biên Hòa sở hữu hệ thống chụp phim X-quang máy CT Convim 3D. Đây là hệ thống X-quang cho hình ảnh không gian 3 chiều, giúp bác sĩ biết được chính xác bề rộng và bề sâu của xương hàm. Tại nha khoa Khắc Ghi, chúng tôi đầu tư hệ thống ghế nha Osteem được nhập khẩu từ châu Âu với thiết kế tiện dụng và sang trọng, giúp bệnh nhân thoải mái ngay cả trong thời gian điều trị dài. Theo số liệu của Bộ Y tế hiện nay thì có hơn 90% dân số đang có các bệnh lý về răng miệng, và trong số đó thì có tới 85% những trẻ em từ 6 đến 8 tuổi đang có các bệnh lý về sâu răng, và những bệnh lý này nếu không được điều trị thì sẽ dẫn tới mất răng, khiến cho việc điều trị sau này trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Do đó mọi người dân hãy có một thói quen đi khám răng miệng định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Bằng tất cả sự chân quý dành đến hơn 50.000 khách hàng đã và đang điều trị tại nha khoa Khắc Ghi, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Hy vọng trong tương lai, Khắc Ghi sẽ tiếp tục được đồng hành cùng mọi người trong hành trình tìm kiếm nụ cười hoàn mỹ. Hệ thống nha khoa Khắc Ghi gìn giữ và tôn vinh nụ cười của bạn.